Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỷ lệ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý 6 tháng năm 2020 đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây. Hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tại tỉnh Điện Biên. Tỷ lệ người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại Ninh Bình vẫn ở mức khá cao. Gặp gỡ em Vũ Thảo Hiền, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, giành huy chương vàng cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2019-2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý 6 tháng năm 2020 đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây do tác động của dịch bệnh COVID-19. Đây là thông tin Tổng cục Thuế đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra tại Hà Nội. Ông Phi Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2020 quản lý ước đạt 574.237 tỷ đồng. Số thu này bằng 45,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2019. Phân tích cụ thể về số thu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, về tổng thể, tỷ lệ thực hiện dự toán thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 6 tháng năm 2020 đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây. Nếu loại trừ một số khoản có nguồn phát sinh kinh tế của năm 2019, nhưng theo quy định, các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế trong những tháng đầu năm 2020, thu nội địa lũy kế 6 tháng mới đạt 41,7% dự toán năm, thấp nhất trong nhiều năm qua cả về tiến độ và tốc độ. Đáng chú ý, báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy diễn biến thu qua các tháng giảm dần và giảm mạnh từ tháng 4 trở đi. Nguyên nhân do tác động của dịch bệnh COVID-19, cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân bị tác động của dịch bệnh, hỗ trợ người nộp thuế gia hạn tiền thuế theo nghị định số 41 NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của chính phủ đã làm sụt giảm số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè của địa phương. Trong đó, việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè đang được tỉnh đẩy mạnh triển khai, góp phần nhằm kiểm soát nguồn gốc và chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế cho vùng đặc sản. Hợp tác xã sản xuất và chế biến đá Hen là nơi được lựa chọn triển khai thực hiện mô hình sản xuất chè an toàn để được cấp nhãn hiệu chứng nhận chè sản phẩm Phú Thọ. Các quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến sản phẩm của bà con xã viên được hợp tác xã kiểm soát chặt chẽ và thử nghiệm theo bộ tiêu chí chứng nhận chất lượng đã được phê duyệt. Với kỳ vọng sản phẩm của đá Hen sẽ được cấp nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ, bà con trong hợp tác xã đang nỗ lực thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì rất may là tỉnh Thọ đã quan tâm và xây dựng một cái nhãn hiệu chứng nhận cho chè Phú Thọ. Thì chúng tôi là một cái vùng chè rất lớn và hợp tác xã cũng nằm trong cái làng nghề. Thế do vậy là chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi vẫn xác định với thành viên các xã viên trong hợp tác xã là khi sản phẩm của mình thì nó coi như là đứa con của mình luôn phải nuôi nấng dạy dỗ. Thì cũng như là cái cây trồng cây chè của tôi thì cũng chăm sóc và chế biến theo đúng cái quy trình. Bước đầu, việc triển khai mô hình xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm này đang được tỉnh Phú Thọ triển khai ở 3 cơ sở, gồm hợp tác xã sản xuất chè an toàn Long Cốc, hợp tác xã sản xuất chế biến chè đá Hen và công ty trách nhiệm hữu hạn chè Phú Hà. Bên cạnh việc tập huấn và hướng dẫn cho người lao động, các cơ sở này còn đầu tư máy móc để nâng cao chất lượng chế biến, đóng gói sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Khi sản phẩm được chứng nhận, thứ nhất là người tiêu dùng biết được là cái sản phẩm này đã đạt cái chất lượng của cái nhãn hiệu chứng nhận của tỉnh Phú Thọ. Cái thứ hai là rõ được nguồn gốc xuất xứ. Thứ ba là cái sản phẩm này đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ những ý nghĩa trên, cái thương hiệu của chè trên thị trường thì ngày càng được nâng cao. Với diện tích chè hơn 15.000 ha, sản lượng chè búp tươi mỗi năm gần 154.000 tấn, việc xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận tại tỉnh Phú Thọ hiện nay là rất cần thiết. Việc làm này không chỉ góp phần kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng chè tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã khai thác tiềm năng thế mạnh để thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP.
sau một thời gian thực hiện, chương trình này đã và đang lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ghi nhận tại tỉnh Điện Biên. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP, đang được xem là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển, tạo ra ít nhất cho mỗi xã một hoặc nhiều sản phẩm chủ lực có lợi thế so sánh, tiến tới xây dựng thương hiệu, liên kết mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực. Với huyện Điện Biên, chương trình này được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới, góp phần đổi thay đời sống nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Để chương trình Mỗi xã một sản phẩm mang lại hiệu quả, huyện Điện Biên ban hành nhiều cơ chế chính sách, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình đầu tư sản xuất lĩnh vực nông nghiệp, liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi giá trị. Đến nay, Điện Biên có 5 sản phẩm được đánh giá xếp hạng, trong đó 2 sản phẩm đạt 4 sao là mật ong hoa ban và mật ong bánh tổ. 3 sản phẩm 3 sao là gạo tâm sáng Xén Cù, gạo tâm sáng Tám Thơm và gạo Tám Thơm Thiên Bản. Trong năm 2019 thì chúng tôi có xây dựng có 7 sản phẩm để trình Ủy ban tỉnh xem xét, đánh giá và phân hạng sản phẩm. Theo cái phân hạng sản phẩm Ủy ban tỉnh đánh giá thì hiện nay chúng tôi có 5 sản phẩm được chứng nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao là sản phẩm mật ong bánh tổ và mật ong hoa ban. 3 sản phẩm đạt từ 3 sao đấy là 3 cái sản phẩm gạo là gạo Nàng Hiên và gạo Xén Cù của Tâm Sáng và gạo Tám Thơm của Tâm Sáng. Trong năm 2019 thì chúng tôi cũng đã tổ chức thuê một đơn vị tư vấn đến xây dựng kế hoạch hỗ trợ để phát triển hoàn thiện sản phẩm. Sa Mấn là xã vùng lòng chảo có khí hậu trong lành với diện tích rừng lớn, thực vật đa dạng theo mùa, thuận lợi cho sự sinh trưởng của nhiều loại dược liệu, cây ăn quả và các loại hoa rừng. Khai thác lợi thế này, nhiều năm trở lại đây, Sa Mấn có nghề nuôi ong phát triển rất mạnh. Mặc dù vậy, do phát triển chủ yếu vẫn mang tính tự phát, sản lượng và chất lượng mật ong đều thiếu tính ổn định. Để nghề nuôi ong truyền thống của địa phương phát huy tối đa hiệu quả, Hợp tác xã Ong Mật Điện Biên đã được hình thành từ sự liên kết giữa những hộ nuôi ong nhỏ lẻ. Với cách làm này, sản lượng mật ong được nâng dần theo từng năm, chất lượng mật ong cũng đồng đều hơn và các loại sản phẩm mật ong cũng phong phú và độc đáo hơn. Nếu trước đây 100% sản phẩm mật ong đều được bán thô cho lái buôn các tỉnh dưới xuôi với giá thấp, thì đến nay mật ong được chế biến thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, chất lượng được nâng lên, đóng gói bao bì bắt mắt nên giá trị sản phẩm tăng gấp 2 lần so với sản phẩm thô. Ngay từ khi có chủ trương tồn thửa đổi tuồng, cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã bắt đầu có sự chuyển đổi. Tuy vậy, việc chuyển đổi diễn ra mạnh mẽ nhất vào năm 2015. Các diện tích trồng cây kém hiệu quả đã được người dân chuyển đổi cải tạo thành vùng sản xuất cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao với quy mô lớn theo hướng hàng hóa tại các xã như Đồng Thanh, Vĩnh Xá, Hùng An, Mai Động, Thọ Vinh và Đức Hợp. Gia đình ông Trần Văn Thoại ở thôn Đức Ninh, xã Đức Hợp trước đây chỉ nuôi cá trồng tỏi. Năm 2005, nhận thấy cây bưởi có giá trị kinh tế cao, ông đã san lấp ao và chuyển đổi toàn bộ 5 sào vườn sang trồng bưởi. Năm 2016, ông tiếp tục mở rộng diện tích lên trên 1 mẫu bưởi với nhiều loại như bưởi hoàng, bưởi đào chuyên, bưởi tiễn. Mỗi năm gia đình ông lãi trên 100 triệu đồng từ cây bưởi. Thời điểm này chúng tôi xác định là không cây gì có thể hiệu quả kinh tế bằng cây bưởi diễn. Khi mà mình trồng cái diện tích tập trung như này thì nó có một cái rất thuận lợi trong cái việc là lao động. Cái thứ nhất là tổ chức về con người lao động, cũng hai là về cái công việc chăm sóc cũng như là cái sâu bệnh. Xã Hiệp Cường những năm gần đây là một trong những địa phương có số hộ chuyển đổi mạnh sang trồng cây ăn quả. Một số loại cây được trồng như nhãn, ổi, bưởi tiễn, tổng diện tích cây ăn quả của xã là gần 70 ha, bình quân giá trị canh tác trên 1 ha đạt trên 150 triệu đồng. Có những ha đạt 300 đến 400 triệu đồng. Thực hiện cái chương trình dồn thửa ruộng của tỉnh năm 2014 ấy, thì xã đã thành lập các cái ban chỉ đạo dồn thửa ruộng, dồn thửa đổi ruộng từ những ô thửa nhỏ và những ô thửa lớn. Xã cũng vận động một số hộ nhận những cánh đồng ruộng trũng có giá trị kinh tế thấp để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thì từ hồi thực hiện cái chuyển đổi thì cái mô hình nó rất là hiệu quả, đem thu nhập rất là cao, đạt đến gấp 5 gấp 10 lần so với cây lúa. Tính đến nay,
Diện tích trồng cây ăn quả của huyện Kim Động là 1.500 ha, tăng 43% so với năm 2015. Trong đó, cây có múi tập trung tại các xã Đồng Thanh, Vĩnh Xá, vùng trồng chuối tại các xã Hùng An, Ngọc Thanh, Đức Hợp, Mai Động. Nhiều diện tích trồng cây ăn quả trên đất chuyển đổi đã cho thu hoạch ổn định và thu nhập bình quân đạt từ 50 đến 400 triệu đồng một hecta tùy từng loại cây. Trình độ canh tác của người dân ngày càng được nâng cao, diện tích canh tác cây ăn quả theo hướng Việt Gáp đã áp dụng với gần 200 hecta trên cây nhãn, cam, bưởi, chuối, thanh long, ổi nhằm tạo sản phẩm đồng nhất, có chất lượng, triển khai việc liên kết xây dựng chuỗi giá trị. Nhờ đó, từ 1 hecta canh tác ước đạt trên 190 triệu đồng, tăng 49% so với năm 2019. Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều công ty doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, thậm chí phải tạm đóng cửa, dẫn đến nhiều người lao động mất việc. Tại Ninh Bình, hiện đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ cả doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, tạo thêm việc làm. Chị Bùi Thị Khuyên ở xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, trước đây làm việc cho một công ty điện tử, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đơn hàng bị giảm, nên mỗi tháng chị chỉ đi làm được 10 ngày công. Đến tháng 4 vừa qua thì đơn hàng cũng hết, chị phải nghỉ việc, đi tìm công việc mới. Do dịch bệnh COVID là công ty không có việc, là công ty cho nghỉ. Về trước nghỉ trước hợp đồng là về nhà là đợi công ty cũng nói là nếu công ty có việc thì công ty cũng gọi đi làm. Nhưng mà hiện bây giờ là vẫn chưa có việc. Theo thống kê, toàn tỉnh Ninh Bình có 546 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với gần 20.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Nền kinh tế hiện đã chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, do không có nguyên liệu sản xuất, không có thị trường tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp tiếp tục phải cho lao động nghỉ việc luân phiên hoặc nghỉ hẳn. Những doanh nghiệp nhỏ thì nói chung nó ảnh hưởng nặng hơn là vì các nguồn hàng là phải lấy qua các công ty nước ngoài. Mà nguồn hàng của nhà mình thì toàn bộ là đi các nước châu Âu, châu Á thì ít. Nhưng mà tất cả các nước dịch nặng đấy thì người ta đóng cửa hết. Nếu hàng sản xuất ra cũng không xuất khẩu được. Có thể thấy mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên người lao động và các doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Ninh Bình, lượng lao động đến làm các thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp rất đông. Từ đầu tháng 5 trở lại đây, trung bình mỗi ngày trung tâm này đón tiếp gần 200 người đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp. Về giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì chúng tôi cũng hướng và cung cấp các cái thông tin cho nhân dân và người lao động nắm được các cái chỉ tiêu tuyển dụng trong và ngoài nước để biết được các cái thị trường đăng ký tham gia và sớm trở lại thị trường lao động. Đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn đã dần khôi phục sản xuất, nhiều lao động đã đi làm trở lại. Thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ người lao động, tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, đồng thời đẩy nhanh tiến độ chi trả chế độ trợ cấp của nhà nước để giúp người lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Mê là huyện miền núi nằm ở phía đông của tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang khoảng 60 km. Bắc Mê theo tiếng địa phương có nghĩa là cửa ngòi. Đây là vùng đất có nhiều sông suối, trong đó dòng sông Ngâm gắn liền với bao thế hệ người dân nơi đây và trở thành cội nguồn văn hóa. Đặc biệt nơi đây còn có di tích lịch sử văn hóa Căng Bắc Mê, địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng. Thế nhưng Căng Bắc Mê những ngày này chỉ còn là một vùng hoang vu, đổ nát và vắng lặng. Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Căng Bắc Mê dường như đã lâu không có bàn tay chăm sóc của con người. Di tích đã trở nên như một phế tích. Trải qua hai lần trùng tu vào năm 2001 và 2011, hệ thống tường rào và kè, văn bia và nhà trưng bày hiện vật đã được xây dựng kiên cố. Thế nhưng nhiều công trình như là nhà trung tâm, nhà thông tin, nhà kho chỉ còn lại những mảng tường rêu phong, không mái che, một số công trình đổ nát. Rất là may mắn và hạnh phúc cho cái người dân ở Bắc Mê mà có cái di tích Căng lịch sử từ cách mạng tháng 8 đã giành lại những cái thắng lợi cho bà con nhân dân. Và hiện nay ấy, thì cái khu di tích Căng ấy, thì riêng bản thân tôi cũng như là bà con ở đây cũng muốn thu hút khách thập phương đến để tham quan. Tuy nhiên ấy, thì muốn được khách đến tham quan ấy, thì cũng phải có cái sự trùng tu. Thì chúng tôi cũng đã có cái văn bản đề nghị Sở Văn hóa phối hợp với lại huyện để
có cái sự đầu tư vào để nâng cấp, sửa chữa về tu bổ lại. Căng Bắc Mê, căng là tiếng gọi địa phương được phiên âm từ tiếng Pháp, nghĩa là đồn binh, trại lính. Những năm đầu thế kỷ 20, nhằm kiểm soát toàn bộ tuyến giao thông nối ba tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang, thực dân Pháp đã cho xây dựng Căng Bắc Mê trên sườn núi Rồng, bên dòng sông Gâm thuộc xã Yên Cường, huyện Bắc Mê. Trong thời gian từ năm 1939 đến 1942, thực dân Pháp đã sử dụng Căng Bắc Mê làm nơi giam tù chính trị. Lúc đông nhất, số lượng tù chính trị bị giam tại đây lên tới gần 300 người. Trong số đó có các đồng chí Trần Cung, Trần Các, Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy. Cuối năm 1942, do lo sợ phong trào cách mạng đang lan rộng ở các tỉnh biên giới và sự ảnh hưởng từ cuộc đấu tranh của tù chính trị trong căng với người dân xung quanh, thực dân Pháp đã giải tán Căng Bắc Mê. Đến cuối năm 1945, Căng Bắc Mê được giải phóng cùng với thành công của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại địa phương. Qua năm tháng, những dấu tích và nhiều hiện vật đã được chính quyền nhân dân nơi đây lưu giữ, bảo tồn, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Năm 1992, Căng Bắc Mê được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Vũ Thảo Hiền, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, được biết đến là học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Với sự nỗ lực học tập, lòng nhiệt huyết, đam mê, cô học trò nhỏ lại được đón nhận tin vui giành huy chương vàng cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet khi chuẩn bị kết thúc năm học. Là học sinh được cô giáo Thúy, giáo viên giành giải thưởng cao nhất tại Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu Microsoft 2017 giảng dạy, Vũ Thảo Hiền cùng các bạn đã nhiều lần được giao lưu trực tuyến với học sinh nhiều nước trên thế giới qua ứng dụng Sky in the Classroom. Qua đó không chỉ giúp em nâng cao kiến thức mà còn giúp em tự tin trước những kỳ thi. Cô học trò nhỏ luôn được đánh giá là học sinh tích cực tham gia các hoạt động trong và ngoài lớp học. Trong quá trình tôi giảng dạy em Vũ Thảo Hiền thì tôi thấy là em có cái khả năng tự học cũng như là cái ý thức về việc là hoàn thành các bài tập về nhà của cô rồi hoàn thành các cái hoạt động trong lớp học và những cái nhiệm vụ mà được giao là rất là tốt. Còn đây là một buổi sinh hoạt của nhóm bạn trong câu lạc bộ tiếng Anh, To Hiền làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Trên cương vị đó, em luôn tích cực tham gia tổ chức, trao đổi, thảo luận cùng các bạn trong ban chuyên môn của câu lạc bộ xây dựng chủ đề cho mỗi buổi sinh hoạt, tích cực kết nối các thành viên để câu lạc bộ hoạt động ngày càng hiệu quả, từ đó nâng cao các kỹ năng thuyết trình, giao tiếp bằng tiếng Anh. Để mà có thể đạt được thành tích bây giờ thì có thể có sau một khoảng thời gian nỗ lực cố gắng, sau cháu phải ôn luyện các kiến thức học trên lớp và rèn luyện thêm các kiến thức nâng cao ở ngoài. Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của cô và trò, Hiền đã đoạt huy chương vàng kỳ thi IOE cấp toàn quốc, cuộc thi tăng cường khả năng ngôn ngữ tiếng Anh dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2019-2020. Đồng thời, em cũng đã vượt qua hơn 500 ứng viên để có cơ hội trình bày tại Top 100 Test Hà Nội, một sân chơi dành cho học sinh muốn cải thiện khả năng trình bày và đứng trước đám đông. Cùng với thành tích trên, 11 năm học là 11 năm em đạt học sinh giỏi. Thành công của cô học trò nhỏ Vũ Thảo Hiền sẽ là động lực quan trọng để thầy và trò của nhà trường tiếp tục hăng say dạy và học. Bắc Nạp là một trong hai huyện nghèo 30A của tỉnh Bắc Cạn. Cuộc sống của người dân vùng núi cao còn rất nhiều khó khăn. Do có ít đất trồng lúa, lại còn thường xuyên thiếu nước nên nhiều hộ bị mất mùa, dẫn đến thiếu đói bị đứt bữa trong những tháng giáp hạt. Để kịp thời hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn này, huyện Bắc Nạp triển khai cấp gạo cứu đói tới những hộ khó khăn trong huyện. Chị Bàn Thị Kiều là một trong những người đến nhận gạo hỗ trợ cứu đói sớm nhất ở xã Nhạn Môn. Ruộng ít lại mất mùa, vào những tháng giáp hạt, gia đình phải chạy ăn từng bữa. Nhận được gạo cứu trợ, năm nhân khẩu trong gia đình chị không lo đói trong những ngày tới. Nhà tôi thì 5 nhân khẩu, nhưng mà ruộng thì có, nhưng mà không có nước. Bị cạn khô suốt do là bị mất mùa. Cứ hàng năm là mình vẫn phải thiếu 2-3 tháng thế. Ở những thôn bản vùng cao huyện Bắc Nạm, đất trồng lúa ít, chủ yếu người dân trồng ngô ở nương rẫy. Điều kiện chăm sóc nâng cao năng suất cây lúa vẫn còn hạn chế, nhiều vụ mất mùa nên có khá nhiều hộ thiếu đói lúc giáp hạt. Đặc biệt là những hộ nghèo khó, đồng miệng ăn.
huyện Bắc Nạm đã hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15 kg gạo mỗi tháng để giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Thì xã là cũng tổ chức triển khai rà soát ở trên địa bàn thì cũng hỗ trợ cho các hộ thiếu đói thực sự, thì từ cái đấy thì cũng góp phần cho bà con nhân dân ở trên địa bàn xã là cũng giảm bớt khó khăn phần nào trong sinh sống hàng ngày của bà con. Trong bối cảnh nhà nước đang tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì việc cấp gạo cứu đói mùa Giáp Hạt cũng là hành động kịp thời, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến những đối tượng còn khó khăn trong xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.